Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu Thiền sư Hòa thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm thuyết giảng với tất cả các quý vị. Kính thưa tất cả, kính thưa tất cả, mình chúng tôi được đủ duyên hội khoa học kỹ thuật mời chúng tôi nói chuyện về Phật pháp trong ba buổi. Hôm nay là buổi đầu chúng tôi được gặp tất cả quý vị. Trong buổi đầu này chúng tôi sẽ nói một đề tài về kinh thành của Đức Phật. Rồi buổi kế chúng tôi sẽ nói rõ về thiền của đạo Phật. Buổi thứ ba chúng tôi đi thẳng về thiền học Việt Nam, vì chúng ta muốn nói cái ngọn chứ phải thăm từ cái gốc. Cái gốc mình nó vững rồi thì đến cái ngọn mình không có ngờ được. Thì Phật giáo Việt Nam đối với đạo Phật là cái ngọn, mà cái gốc là từ Đức Phật Thích Ca ở bên Ấn Độ. Cho nên hôm nay tôi nói thẳng về cái gốc đó để cho quý khán giả nhận định rõ ràng về tinh thần của Đức Phật. Đây là cái nhìn, có thể nói là cái nhìn riêng của chúng tôi. Nếu quý vị đem so sánh với những cái sách vở của các vị đọc thì có lẽ cũng có khá đôi nét. Đề tài chúng tôi là Đức Phật là con người, vì con người giải quyết những vấn đề của con người. Đó là đề tài của chúng tôi. Bởi vì nhiều tôn giáo khác, một vị giáo chủ luôn luôn là đầy quyền năng mà cũng đầy quyền quý. Đọc sử các ngài, chúng ta thấy những cái nét rất là kỳ diệu mà thế thường không bao giờ biết. Nhưng mà riêng tôi nhìn Đức Phật nó hơi đơn giản hơn, chứ không phải nhìn theo cái nét mà đa số người đã nhìn. Bởi vì tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài sinh ở trên cái thế gian này, về cái cuộc đời cũng như cái hoàn cảnh của ngài, tự nhiên phải là cuộc đời và hoàn cảnh của mọi người có thể có. Nếu mà ngài ra đời quá kỳ đặc, quá xa lạ với chúng ta, thì chắc rằng đạo của ngài chúng ta không bao giờ dám hướng tới, vì ngài là chúng ta cách biệt. Nhưng theo tôi nhìn rõ ràng, ngài ra đời và cuộc sống của ngài đời ngài rất là thích hợp, rất là hòa nhịp với cuộc sống của mọi người chúng ta. Thì điều đó chúng tôi sẽ từng tự giải thích để quý vị thấy rõ. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ nhìn đạo Phật là một tôn giáo như những tôn giáo khác, nhưng mà thực tế trong đạo Phật không đặt mình là một tôn giáo. Tại sao vậy? Vì một tôn giáo luôn luôn phải tôn sùng đấng giáo chủ, mà đấng giáo chủ thì đầy đủ quyền năng để mà trừng phạt những người tội lỗi và ban thưởng những người có công đức
Như Đức Phật không phải vậy. Đức Phật từng tuyên bố rằng Ngài chỉ là một người thầy dẫn đường hay là chỉ đường cho mọi người đi, cho nên gọi Ngài là bậc đạo sư. Đạo sư là thầy dẫn đường. Đã là thầy dẫn đường thì làm sao đủ quyền năng để ban phước xứ quả? Ngài chỉ là cái người đi trước tìm được những cái hay, cái quý báu đem chỉ lại cho những người sau. Người sau nhận thấy được những cái điều Ngài chỉ, đáng cho mình kính phục, đáng cho mình hâm mộ, thì mình ứng dụng, mình tu, mình thực hành thì có kết quả tốt. Chứ không phải tin Ngài, cầu xin Ngài, Ngài sẽ ban cho mình những cái gì mình muốn. Thì như vậy nó không có mang tính tôn giáo như người Tây Phương đã nói. Nhưng vì đạo Phật rất là đa dạng, cho nên rồi thấy được cũng hòa nhập nhập như một tôn giáo. Nói như vậy để quý vị thấy rõ đạo Phật không phải như những tôn giáo khác, mà chỉ là một phương pháp, một con đường đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Một phương pháp, một con đường đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Phương pháp đó và con đường đó ai đã đi qua? Đó là Đức Phật. Người đã đi trước, đã đạt được rồi, chỉ lại cho chúng ta là kẻ đi sau thấy, biết và đi. Thì như vậy chúng ta đi theo con đường giác ngộ đó gọi là tu theo đạo Phật. Cho nên ở trong nhà đạo thường gọi những người tu theo Phật là Phật tử. Người ta tưởng Phật tử là con Phật, nhưng mà sự thực Phật tử lại có một cái ý nghĩa Phật là giác mà tử là con, hoặc là con có bậc giác ngộ, hoặc là một con người đang tiến trên con đường giác ngộ. Như vậy thì chúng ta theo đạo Phật là chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ từng bước, chứ không phải là chúng ta đang tin tưởng một đấng để cứu rỗi chúng ta. Đó là quý vị thấy cái ý nghĩa nó rõ ràng. Bởi vậy cho nên chúng ta càng tu theo đạo Phật là càng mở sáng trong mắt trí tuệ, thấy sự vật đúng như thật của nó. Cho nên từ chuyên môn của nhà Phật hay dùng là như thị. Như thị nó thế nào mình thấy đúng như thế ấy, chứ không phải do cái tưởng tượng, cái suy luận của mình, mà chính là mình thấy đúng như thật. Những điều đó chúng tôi sẽ nói là sao. Như vậy thì chúng ta là cái người tu theo đạo Phật là những bộ hành đang từng bước đi trên con đường giác ngộ. Mà đã bước đi trên con đường giác ngộ thì chúng ta không có quyền tin một điều gì không hợp lý, không có cơ bản lý luận, mà phải qua cái lý trí nhận xét tin tưởng rồi chúng ta mới tin. Tin sau khi đã hiểu, chứ không phải tin trước khi hiểu. Thì như vậy cái tinh thần đạo Phật bắt buộc chúng ta phải vận dụng trí tuệ, chứ không phải bắt buộc chúng ta tin mù quáng. Nhưng mà thực tế, thưa các thính giả, quý vị thấy hiện tại người Phật tử Việt Nam dường như không được như vậy.
đa số người như vậy. Đó là một khuyết điểm lớn trong sự truyền bá của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta quả quyết rằng tu theo đạo Phật là mở sáng cái mắt trí tuệ, thì chúng ta phải luôn luôn rèn luyện quán chiếu để thấy rõ cái lẽ thực mà Phật đã trình bày, đã chỉ dạy qua các kinh điển của Ngài. Từ đó chúng ta mới thấy rõ con đường đi, biết rõ phương hướng để chúng ta tiến tới. Đó là tôi nói rõ cái tinh thần của đạo Phật, lấy cái giác ngộ là căn bản. Cho nên cái chuyện cái từ ngữ đạo Phật, chữ đạo là con đường, là phương pháp, Phật là giác ngộ. Như vậy thì nói tới đạo Phật là nói tới chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ, đó là tu theo đạo Phật. Nếu không có giác ngộ tức là không có đạo Phật. Như vậy thì cái xác định của chúng tôi thì quý vị lấy cái đó làm cái thước đo cái người Phật tử chúng ta thì chắc mất mát nhiều lắm. Kế đây chúng tôi nói rằng Đức Phật là một con người. Bởi vì không phải tôn giáo nào mà vị giáo chủ đều thừa nhận mình là một con người đấy. Mà đạo Phật Ngài luôn luôn tự nhận Ngài là một con người như bao nhiêu con người khác. Bởi vậy cho nên Ngài có cha, có mẹ hẳn hoi. Cha là vua Vĩnh Phạn, mẹ là bà Ma Gia Phu Nhân. Ngài có cha, có mẹ và được sinh ra ở trong một cái gia đình vương giả. Đây là tôi nói thì có lẽ quý vị sẽ có nhiều thắc mắc. Ngài nói Ngài là con người tầm thường, sinh có cha có mẹ, nhưng mà khi sinh lên thì có những hiện tượng lạ. Thưa quý vị, chắc thấy rõ ở các chùa, chúng ta thấy nào Ngài sanh ở bên không phải, rồi đi bảy bước vân vân. Thì những cái điều đó đối với chúng tôi không dám phủ nhận, mà cũng không dám xác nhận, bởi vì chúng tôi không có mặt lúc đó. Bây giờ chúng tôi nói có hay không là một cái tưởng tượng theo cái nghĩ của mình. Ở đây cái chuyện sinh ra thế nào đó thì chúng tôi không dám xác nhận, cũng như không dám phủ nhận, mà chúng tôi chỉ biết rằng Ngài có cha, có mẹ và từ cha mẹ mà sinh ra Ngài. Đó là một con người. Càng con người hơn là lớn lên Ngài có vợ rồi có con nữa. Chứ nếu Ngài lớn lên với Ngài đi tu liền thì chắc Ngài khác thì chúng ta nhiều. Vì Ngài sống thức tỉnh, Ngài cũng trần tục như chúng ta, có vợ. Mà nếu có vợ mà không có con thì còn có thể tưởng tượng là Ngài vẫn là chính Phật. Nhưng Ngài thì có con nữa mà không phải một người. Như vậy thì quý vị thấy Ngài có phàm tục như mình không? Rất là phàm tục. Như vậy thì chúng ta nhìn tới cái hoàn cảnh Ngài có vợ, con, thì những cái quyền quý trước làm sao chúng ta chấp nhận được. Đó là cái điều mà tôi nói là tất cả chúng ta hãy thấy rõ cái điều này. Mà chẳng những có vợ có con rồi thì trong cái thời gian còn làm hoàng tử, Ngài cũng hưởng dục lạc ở trong hoàng cung, rồi cũng như tất cả ông hoàng khác chứ không có tỉnh. Như vậy thì Ngài thực là một con người. Mà tôi nói đây không phải tự thuyết, đây tôi dẫn một đoạn ở trong kinh.
trong kinh Đức kể lại, ta vào thời thiếu niên trong trắng, mái tóc xanh mượt, cho đến thời tráng niên năm 29 tuổi, bây giờ sống cực kỳ quan lạc, thích trang sức du hành. Kinh Nam Hàn số 204, Trung Nam Hàn. Thì như vậy, Ngài thuyết thật đời của Ngài từ lúc còn ở nhà cho tới ngày mà Ngài đi tu á, thì trong thời gian đó từ thiếu niên con người Ngài đẹp đẽ, da trắng tóc xanh, cho đến thời tráng niên, trong thời kỳ đó Ngài sống rất là quan lạc, thích trang sức và thích dạo chơi du hành. Thì như vậy thì Ngài có lạ hơn mình không? Đó là một vấn đề chúng ta thấy Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta. Nếu mà Ngài xa lạ chúng ta thì chúng ta không chấp nhận Ngài là đạo sư được, vì Ngài dẫn đường mà đường của Ngài cao quá, tuyệt vời quá, làm sao chúng ta đi. Cho nên Ngài rất là gần gũi với chúng ta, vì vậy mà đường Ngài đi chúng ta đi theo được. Đó là cái chuyện thực tế. Như vậy thì đây là theo các kinh nguyên thủy, tức là ở Bắc Tông thì kinh Na Hàm thừa nhận rằng năm 29 tuổi Ngài đi tu, nhưng mà bên Bắc Tông các kinh khác là nói Ngài 19 tuổi đi tu. Thì hai cái điều đó đứng về lịch sử thì tôi chưa dám quyết định, vì bên nào cũng có cái lẽ của bên ấy, thì tôi chỉ nói đại khái như vậy thôi. Đây là tới giai đoạn thứ hai. Vì con người năm 29 tuổi theo kinh A Hàm thì Ngài được của cha cho dạo chơi bốn cửa thành. Thì khi ra bốn cửa thành, Ngài gặp người già, người bệnh và người chết. Thấy cảnh già, bệnh, chết, Ngài liền thức tỉnh. Mà trong kinh kể rằng khi ta thấy người già thì ta biết rồi đây ta cũng phải già, thấy người bệnh ta biết rồi đây ta cũng phải bệnh, thấy người chết ta biết rồi đây ta cũng phải chết. Do đó mà Ngài không dám xem thường người già, không dám cười người bệnh, cũng rất là kinh hoàng về cái chết. Bởi vì cái đó là cái Ngài phải đến như bao người khác đến. Khi chứng kiến cảnh già bệnh chết đó thì Ngài khác với chúng ta. Ngài băn khoăn, khắc khoải trong lòng, bất an. Tại sao có mặt ở đây rồi để đi đến già, bệnh, chết? Lớp người trước như vậy, lớp người kế như vậy, lớp chúng ta như vậy, và lớp sau này mãi mãi cũng như vậy. Thì như vậy cuộc đời, cái giá trị ở đâu? Đó là một thắc mắc lớn. Nhưng mà thắc mắc này tôi cho là thắc mắc của con người, của nhân loại. Bởi vì khi chúng ta có mặt ở đây, mọi người từ trí thức đến bình dân đều tự băn khoăn trong lòng, trước khi có mặt ở đây ta là cái gì, và 70-80 tuổi sẽ nhắm mắt đi, lúc đó còn hay là mất? Nếu còn thì đi đâu? Đó là cái thắc mắc chung của nhân loại. Là con người có nhận thức thì ai cũng tự đặt câu hỏi. Sự có mặt của mình trong mấy mươi năm đối với cái thời gian của cái thế gian giới này quá ngắn. Vì thời gian mấy mươi năm đó
từ đâu mà mình đến đây, rồi sau khi bại hoại thế này rồi sẽ đi đâu. Đó là những cái nghi vấn mà tôi nghĩ rằng không phải riêng Ngài mà tất cả chúng ta ai cũng đều có, ai cũng đều đặt câu hỏi. Nhưng vì chúng ta yếu đuối hơn, nhẹ dạ hơn, cho nên vừa thắc mắc rồi bỏ qua. Nhất là chúng ta đang bận lo cho nó được ấm no trong cuộc sống, lo cho gia đình, lo cho đất nước, mà chúng ta quên, không có nhớ cái thắc mắc quan trọng của chúng ta. Nhưng với Ngài là một con người đã có được cái trí tuệ mạnh mẽ, cho nên khi có những thắc mắc đó thì Ngài bị nó làm cho Ngài phải trăn trở, Ngài phải luôn luôn bất an, dù ở trước những cái hoàn cảnh sang trọng đầy mọi thứ dục lạc cám dỗ, mà Thầy Ngài không bằng lòng, bởi vì những cái nghi vấn đã đặt ra không cho phép Ngài an lòng để thụ hưởng. Thì qua đó quý vị thấy, quý vị có thấy người già không? Quý vị thấy người bệnh không? Thấy người chết không? Chắc rằng trong tất cả chúng ta không ai mà chẳng thấy những điều đó, mà chúng ta có thắc mắc không? Luôn luôn chúng ta có cái bệnh, thấy người đã già tưởng là cái già dành riêng cho họ, chứ mình chưa già. Rồi thấy người khác bệnh tưởng như cái bệnh đó là bệnh riêng của họ, chứ không phải bệnh của mình. Thấy người kia chết tưởng đâu đó là cái chết của người kia, chứ mình không chết. Bởi vậy cho nên thấy qua nó chỉ có nao nao trong lòng một chút rồi cho nó qua, chứ không có nhớ. Ngược lại, Ngài khi thấy được cái cảnh đó rồi thì Ngài bất an. Ngài nghĩ rằng nếu một kiếp người chỉ sống lanh quanh để chờ già bệnh rồi đến chết, thì cuộc sống đó nó có giá trị gì? Đời người nó sẽ đưa đến đâu? Bởi vì khi nhắm mắt rồi, chúng ta mơ mù mịt, không biết cái đường đi của mình ra sao, mình sẽ đi về đâu, hay là mình còn không còn, không anh? Từ những cái nghi ngờ đó khiến cho Ngài bất an và quyết định phải thăm tìm cho ra manh mối. Thì cái thăm tìm manh mối đó thì chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng thấy cái chuyện già, bệnh, chết và nghi vấn trước khi có mặt đây, chúng ta tìm đâu lại, sau khi mất thân này chúng ta về đâu, vân vân. Thì những nghi vấn đó không phải riêng của Thái tử Thích Đạt Đa, mà là chung của nhân loại, của con người. Cho nên chúng tôi nói rằng vì con người là vì Ngài muốn phân tìm cho ra manh mối của kiếp người, chứ không phải của riêng mình. Sau lần thứ tư ra cửa thành, thấy một người tu xuất gia có vẻ thông thả thảnh thơi, Ngài nghĩ rằng Ngài phải được cái hoàn cảnh như vậy để Ngài có đủ thì giờ suy gẫm để tìm phân tìm cho ra cái manh mối này. Do đó Ngài quyết chí xuất gia. Như vậy thì thấy cảnh già bệnh chết, Ngài quyết định phải phân tìm cho ra cái manh mối trước khi có mặt ở đây. Ta ở đâu và sau chết ta về đâu, còn hay là mất? Đó là cái nghi vấn mà phải phân tìm.
Như vậy chúng ta cũng trong hoàn cảnh đó, nhưng mà chúng ta là yếu đuối, chúng ta lại lờ quá, không có chú tâm. Như vậy thì khi Ngài nghĩ tới cái cảnh phải đi tu, thì ở trong sử có ghi lúc đó Ngài biết tâm đi tu, cho nên lòng Ngài bất an, buồn bã, giàu giàu. Cho nên nhà vua, hoàng hậu và bà Jayudala là người bạn của Ngài đều băn khoăn, lo lắng, không biết rồi có chuyện gì xảy ra. Nhưng rốt cuộc Ngài đã quyết định đi tu. Vì vậy mà một hôm Ngài lén trốn, bỏ hoàng cung, trốn vào rừng đi tu. Đó là cái quyết tâm của Ngài. Như vậy Ngài đi tu với một cái ôm ấp, phải giải quyết những cái đang nặng trĩu trong lòng, và phải giải quyết cho được những cái thắc mắc còn đang ôm ấp. Do vậy mà Ngài quyết tìm cho được cái con đường nào đi đến chỗ giác ngộ, thấy rõ được những vấn đề Ngài đi. Bởi vậy trước hết Ngài vào đạo để đi tìm các ông tiên nổi danh trong thời đó để mà học. Nhưng mà khi học với các ông ấy, Ngài thấy chưa giải quyết được cái những nghi vấn của Ngài. Rồi cuối cùng Ngài tu khổ hạnh, bởi vì ở Ấn Độ thời đó người ta trọng tu khổ hạnh, và người ta cho rằng chỉ có tu khổ hạnh mới giải quyết được mọi vấn đề. Như vậy thì Ngài đi tìm học với các ông tiên, rồi Ngài tu khổ hạnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy Ngài cũng thật là con người. Nếu Ngài đã giác rồi thì Ngài đi học với ông tiên khác làm gì? Nếu Ngài đã giác rồi thì Ngài tu hạnh chia cho nó khổ thân. Như vậy thì mới thấy rằng Ngài rất là một con người như chúng ta. Chỉ một cái là băn khoăn thắc mắc những vấn đề quan trọng trong kiếp người mà chưa giải quyết được, cho nên Ngài phải đi tìm. Bất cứ ai có khả năng, có tài giỏi được người ta tôn xưng, Ngài tới học. Học mà không thỏa mãn được, không giải đáp được cái gì của mình ôm ấp thì phải từ giả ra đi, rồi sang cái khác. Như vậy thì quý vị thấy 11 năm dài đi học đạo rồi tu cố hạnh, thì nếu Ngài là bậc thánh, ra đời cái bậc thánh rồi, cần phải đi học, cần gì phải tu cố hạnh đó. Thì như vậy có phải là Ngài đầy đủ tư cách một con người như chúng ta hay không? Đó là tôi kể giai đoạn của Ngài đi học đạo đại khái như vậy. Nhưng mà khi đi học đạo đó thì chúng ta thấy Ngài có lập trường, vì cái lập trường Ngài là những vấn đề phải giải quyết, chứ không phải là ai dạy gì mình học đấy. Nếu dạy cái gì mà không giải quyết được những vấn đề mình ôm ấp là từ giả ra đi. Ngày nay chúng ta học đạo thì có cái dễ dãi quá, nghĩa là đi học thì học, ai dạy gì học nấy, rồi sao cũng được thì thôi. Cho nên rồi không có bỏ thầy, không có bỏ bạn, mình cứ vào đâu thì thành ở đó. Còn ngày hồi xưa không hay dễ, bởi vì với cái tâm niệm phải giải quyết được những cái gì mình đang ôm ấp, cho nên không giải quyết được thì nhất định ra đi. Cái điều đó cũng như là cuối cùng Ngài từ giả khổ hạnh, và Ngài chỉ tuyên bố rằng khổ hạnh chỉ làm cho con người kiệt quệ chứ không đem lại sự giác ngộ.
cho nên Ngài từ giả, Ngài sống trở lại cuộc sống bình thường của một nhà tu. Bởi vì cuộc sống bình thường của nhà tu là cuộc sống đạm bạc, Ngài chỉ một ngày ăn ngọt, tức là bữa trưa, là bằng cách đi thức thịt rồi ngồi tu. Cho nên Ngài đến dưới cội cây Thất Bát La, mà ngày nay chúng ta gọi là cây Bồ Đề, Ngài thấy cây sung xê mát mẻ và cái khung cảnh yên tĩnh, cho nên Ngài mới dừng lại đó. Ngài quyết tâm thực hiện cho được cái hoài bão của Ngài. Cho nên khi tới dưới cội Bồ Đề, Ngài lấy nắm cỏ, Ngài rải để làm tọa ngồi, rồi Ngài tọa thiền ở dưới cội cây. Nhưng trước khi ngồi, Ngài chỉ gốc cây, Ngài thể nguyện rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không thành đạo, dù xưa ta thịt nát, ta cũng không rời khỏi gốc cây này. Nói cái cá là quý tử, hoặc là sống là thành đạo, không thành đạo là chết, chứ không có cái sống mà lây đất thập thường. Với cái ý chí quyết liệt như vậy, cho nên Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề chỉ trong khoảng 49 ngày đêm, đến đêm thứ 49 Ngài liền được giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là thấu suốt được ba vấn đề trọng đại của con người. Vấn đề thứ nhất là biết được mình từ đâu đến đây. Đó. Mà quý vị, hiện nay nếu đọc trong kinh Hán Tạng hoặc Pali Tạng thì có những bộ kinh gọi là bổn sanh, bổn sự, Phật kể hết những đời trước của Ngài đã từng ở đâu, từng làm gì, tên gì, con ai, kể rất rõ ràng trong mấy bộ kinh đó. Như vậy thì cái thắc mắc chúng ta có mặt ở đây là từ đâu lại thì Ngài giải quyết một cách rõ ràng. Hôm nay trong kinh có kể rằng Ngài nhớ được những sự việc về trước cả muôn năm, như là nhớ sự chuyện mới xảy ra hôm qua chứ không có lâu. Đó là chứng được túc mạng nguyên. Túc mạng đây chúng ta nói theo từ chữ Hán, túc là trước, mạng là đời sống, đời sống của ở trước. Mình là sáng, được cái sáng biết thấu hết những cái đời trước của mình, từ đâu, bao nhiêu đời cũng như kiếp. Rồi kế đó, Ngài liền chứng được cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn là con mắt, thường thường nó là con mắt trời. Nhưng mà cái con mắt nhìn thấu suốt được tất cả những cái gì nhỏ, cái gì lớn, hoặc là xa, hoặc là gần, thấy rất là cực lạnh, không có cái gì che lấp. Mình chứng được cái thiên nhãn minh này, cho nên Ngài mới nói rõ những cái đời sau khi chúng ta bỏ thân này. Trong kinh có kể, Ngài nói rằng khi chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài thấy chúng sanh sau khi chết theo nghiệp thọ sanh, cõi lành, cõi dữ, giống như người đứng trên lầu ba, lầu tư, nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại, các tường lạnh, không có nghi ngờ. Đó. Như vậy, là sau này, Ngài mới chủ trương tất cả chúng sanh do nghiệp mà luân hồi trong lục đạo. Đó. Đó là do cái thấy tường lạnh, chứ không phải suy luận. Là thấy tường tạng như vậy rồi thì Ngài mới biết rõ rằng cái con người chết rồi không phải thất mà theo nghiệp. Thì nói nghiệp
thì nhiều vị còn lắm vấn đề thắc mắc, nhưng mà tôi không có thời giờ để chừng nào có dịp mà tôi sẽ ích kỷ những cái điều đó để cho quý vị thấy. Thì tất cả chúng sinh đều theo nghiệp mà đi trong luân hồi sinh tử, nghiệp lành thì đi trong con đường người Atula và trời, nghiệp dữ thì đi trong con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là lục đạo luân hồi. Như vậy thì con người sau khi chết tùy theo cái duyên mà đi trong lục đạo luân hồi, chứ không phải chỉ lên hay xuống thôi mà đi lãnh quẩn. Có khi mình mất thân này rồi cũng trở lại làm người như đời hiện tại, hoặc là đẹp hơn, hoặc là xấu hơn. Đó. Thì những cái điều đó là những cái lẽ thực sau khi Ngài đã ngộ đạo. Và đến cuối cùng, tức là đến khi sau mai mọc, thì Ngài liền chứng được cái lậu tận minh. Chứ lậu là lọt, là rớt. Nghĩa là Ngài thấy rõ cái mầm sinh tử từ đâu mà ra, và dứt sạch cái mầm sinh tử đó thì phải là thoát đi sinh tử, cho nên gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì Ngài thấy rất tường tận rằng con người do cái nhân nào mà phải sinh trở lại trần gian, hay là sinh trong lục đạo, rồi phải tu cái nhân gì mà giải thoát được cái trầm luân trong lục đạo, rồi gọi là giải thoát sinh tử. Thấy tương tự như vậy. Bởi vậy cho nên sau khi ngộ đạo rồi thì Ngài mới đầy đủ được những cái sở nguyện, thấu suốt được những cái gì mình ôm ấp, thì Ngài tuyên bố Ngài giác ngộ, là giác ngộ cho nên là thành Phật. Như vậy thì tất cả cái thấy, cái biết của Ngài đều là cái thấy biết trong cái giới hạn của con người. Thân phận con người từ đâu đến đây, rồi chết rồi đi đâu, Ngài thấu xuống hết. Và nếu muốn dứt hết cái sự lưu chuyển luân hồi đó thì phải làm sao, thì cũng thấy được vậy. Rồi thấy rõ do nguyên nhân gì mà chúng ta phải có mặt ở đây. Thì những cái điều đó sau khi giác ngộ rồi, Ngài tuyên bố thành Phật. Ngài nghĩ tới những người bạn đồng tu trước, Ngài thương, cho nên Ngài mới tìm tới vườn Lộc Giả, gặp năm anh em Kiều Trần Nhi là bạn đồng tu. Bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài là bài Tứ Diệu Đế, tức là bốn cái lẽ thật rất nhiệm màu. Mà bốn lẽ thật đó là gì? Là nhân quả của luân hồi sinh tử, và nhân quả của giải thoát sinh tử. Như vậy thì do thấy mà nói, chứ không phải Ngài suy luận mà nói. Như vậy thì cái nhân nào để đưa mình đi trong luân hồi sinh tử thì Đức Phật gọi đó là tập đế. Tập là nhóm họp nhiều nguyên nhân, những nguyên nhân đó nó họp lại rồi có sức mạnh đưa chúng ta tới luân hồi sinh tử. Mà những nguyên nhân đó thì trong kinh nói rất nhiều, mà tôi có thể đơn giản nói rằng đó là các nguyên nhân phiền não mà dẫn chúng ta đi sinh tử. Những nguyên nhân phiền não nhiều lắm, mà đây chúng ta có thể nói gọn là ba thứ, là tham, sân, si. Tham, sân, si. Mà cái gần nhất là tham. Thưa quý vị, chúng ta có người nào không sợ chết không? Có không? Nếu chúng ta sợ chết là tại sao? Tại vì tham sống, phải không? Bởi tham sống nên chúng ta sợ chết, cái gì lạ?
giống như là sợ mất của, tại vì sao? Chúng ta tham của, sợ mất. Như vậy thì do lòng tham mà chúng ta tham sống, cho nên mất cái thân này, chúng ta liền tìm cái thân khác liền, chứ không có thể chịu nổi những khi không có thân. Tìm thân khác, mà thân khác do cái sức mạnh của nguyện nó đưa đẩy. Nếu cái nghiệp xấu thì tìm được cái thân xấu, cái nghiệp tốt thì tìm được thân tốt. Đó, cho nên nó nghiệp lành thì được hưởng phước lành, nghiệp dữ sẽ đọa cảnh dữ. Đó, thì chỉ cái tham không thì quý vị thấy nó là nguyên nhân để rồi chúng ta tiếp tục thành kế. Như vậy thì cái tham thân đời này, rồi qua đời sau có tham nữa không? À, chúng ta thấy những con vật như con chó, con mèo, nhiều khi nó sống đối với chúng ta thì thấy nó là khổ, nhưng mà nó có chịu sẵn sàng cho mình tìm cách này cách nọ mà giết nó không, hay là nó chống cự la lốt, nó cũng không chịu hết. Bởi vậy cho nên mang thân rồi, giờ thân tốt thân xấu gì cũng quý, cũng mới, cũng xưa nữa. Tương nói cho nên không dám bỏ nó. Mà không dám bỏ nó, mà khởi hoàn cảnh nào phải bỏ nó, thì tìm cái khác liền, để không có để trống. Vì vậy mà tiếp tục luân hồi. Đó là một cái lẽ. Vì vậy mà tập đế có nghĩa là tham sân si, hoặc là nói rộng hơn là mạng nghi ác kiến. Còn nói nhiều nữa thì có 24 thứ tiền não thì nó nhiều quá, chúng ta nói đại cương. Như vậy thì cái nhân là tập đế, bởi có của cái nhân đó cho nên phải có sanh ra là khổ đế, là khổ quả. Có nhân thì phải đi theo khổ quả, không nghi ngờ. Chúng ta có cái nhân nào đã tạo thì nó theo nhân đó để đi tới cái kết quả của nó. Như vậy thì tập đế là nhân của sanh tử, khổ đế là kết quả của sanh tử. Mà nói khổ đế thì đa số người đọc sách Phật thì ai thấy đạo Phật nói khổ một nhiều quá. Có chỗ Đức Phật nói nước mắt chúng sanh mà gom lại còn nhiều hơn nước bể cả, khổ quá, rất là bi quan. Thấy như là rất bi quan, nhưng mà đạo Phật dạy thì rất bi quan, nghe buồn, thấy cuộc đời là khổ, nhưng mà tại sao quý vị thầy tu là không có buồn? Lẽ ra với thầy tu thì phải còn dòng giàu và cuộc đời khổ quá, phải buồn, tại sao không buồn? Bởi vì Phật nói khổ là do cái nhân mình tạo, rồi cái quả khổ phải đến. Còn nếu mà mình tạo cái nhân giải thoát thì cái giải thoát nó sẽ đến, thì đâu phải nói khổ để mà chấp nhận khổ, nói khổ để mà vươn lên, nói khổ để mà thoát khổ. Cho nên cái người biết tu biết khổ để mà mình thoát khổ thì có gì đâu mà phải buồn. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ nó đã Phật nói khổ đó là thừa nhận cuộc đời là đau khổ rồi cứ bi quan, thì đó là cái hiểu lầm rất lớn đối với đạo Phật. Đạo Phật nói khổ để chúng ta vươn lên, vượt khỏi cái khổ, đó là cái tinh thần của đạo Phật. Còn nếu nó khổ rồi chúng ta cứ tùy cho nó để chịu khổ, đó là không hiểu đạo Phật, không biết tôi là đạo Phật. Như vậy cho nên biết khổ mà nhà Phật, người tu Phật rất vui. Đó là vì mình vươn lên qua khỏi cái đó là thấy khổ. Nhưng mà lại có nhiều người hiểu rằng Đức Phật nói khổ đế, thân này có thân này là khổ, rồi nói rằng cái nhìn như vậy thì có vẻ bi quan quá. Có thân này có nhiều người cũng vui vậy, cũng thấy hãnh diện trong hoàn cảnh tốt đẹp của mình,
được cũng thích thú trong những cái sự giàu sang của mình. Mà khổ, nói khổ là khổ chỗ nào? Nhưng mà quý vị thấy, Đức Phật định nghĩa khổ là sanh, lão, bệnh, tử. Dù cho ai đó danh vọng tới đâu mà có qua phải cái già, cái bệnh, cái chết không? Mà không có phải nó là khổ. Dù cho giàu mấy của cải nhiều mà tới chừng sau cũng còn khổ như thường. Thì cái đó là một cái định lý không chối cãi được. Rồi nếu cộng thêm nữa là bát khổ, ái dục ly khổ, quán thân hội khổ, cầu bạc tính đất khổ, rồi tới cái khổ chết là cái thân nông ấm nó hình thịnh là khổ. Thì quý vị có bị cái khổ ái dục ly không? Những người chúng ta thương mà họ không được ở gần, họ có phải đi xa, đi xa bằng hai cách, hoặc là sanh ly, hoặc là tử biệt, đó là cái khổ. Thì dù ở cái hạng nào vua chúa cũng phải là có cái khổ đó. Rồi quán tánh hội, rồi kẻ mình không ưa, mình không thích, rồi cứ ngồi nhanh nhãn trước mặt mình hoài, khổ không? Thì đó là cái khổ. Như vậy thì cái khổ đó ai cũng có. Rồi kế đó nữa là cái gì mình muốn mà không được. Quý vị nghĩ ở đời chúng ta sống ở đây, chúng ta muốn 100 việc thì sẽ được chừng bao nhiêu việc? Muốn 100 mà kết quả được chừng bao nhiêu? Chắc nhiều lắm là 30, 40, chứ không có nhiều nữa. Muốn 100 mà đạt được 30-40 là nhiều. Như vậy thì cái phần đạt được so với cái phần không đạt được, cái là nhiều. Cái không đạt được là nhiều, mà không đạt được là khổ. Thì cái được là vui, mà vui ít khổ nhiều, cho nên kết luận là khổ luôn. Như vậy thì tất cả cái gì chúng ta mong cầu đều đa số là bất như ý, cho nên rồi chúng ta khổ. Như vậy thì cái cuộc đời là đau khổ. Mà nói đau khổ đó không có nghĩa là để rồi chúng ta cam chịu, thì chúng ta phải giải quyết bằng cách tiêu hóa cái khổ đó đi, để được an vui, được giải thoát. Đó là tinh thần của Đạo Phật. Cho nên nói khổ mà vui, vui gì chúng ta thoát được nó, chúng ta vượt ra khỏi nó, chứ phải cao chịu. Cho nên qua hai cái vế nhân quả, nhân là tập đế, quả là khổ đế, rồi thì Phật liền chỉ ra cái nhân quả của giải thoát. Nhân giải thoát là gì? Là đạo đế. Và quả giải thoát là gì? Là diệt đế. Diệt đế có nghĩa là niết bàn. Cái khi diệt hết cái nhân sanh tử thì đó là đạt được quả niết bàn. Thế sinh tử là giải thoát. Thì như vậy thì chúng ta thấy không phải là Phật chỉ nói nhân quả của khổ thôi, mà còn nói nhân quả của giải thoát nữa. Thì như vậy chúng ta tu là chúng ta phải tiêu diệt cái nhân đau khổ. Cho nên người Phật tử, người thanh ni nào tu thì quý vị thấy, nếu đã là biết tu mà tham sân si còn nguyên thì có tu chưa? Chắc chưa tu, phải không? Bởi vì đó là cái nhân đau khổ mà mình chưa có diệt, chưa diệt là mình còn nguyên đau khổ, thì đó gọi là tu. Cho nên nhiều khi tôi hay nói rõ với một số Phật tử, tôi nói rằng quý Phật tử dù cho có cái lòng thành kính đem 5-7 mâm hoa quả đến cúng dường Phật, nhưng mà nếu chưa có bỏ tham sân si đó, thì tôi tin rằng người đó cúng bao nhiêu không thấy khổ. Nếu mà mới cúng dường Phật mấy mâm mấy quả mà ra đường ai nói trái ý, cái nỗi giận đùng lên, bị chửi mắng người ta, cái đánh lộn, khổ không?
sao mà như vậy thì cái cúng ta không có làm cho mình hết khổ mà chỉ diệt được cái tham, cái sân, cái si á mới là hết khổ. Mà Phật tử mình thì bây giờ cứ xin Phật cho không à, nhiều cái buồn giận gia đình rối rắm cái cũng cầu Phật cho gia đình con được bình an, mà không chịu phân tiền coi cái rối rắm của gia đình đó là nhân nào, tại mình tham, tại mình sân, tại mình si mê mà ra hay sao. Nếu mình tìm ra thì tức là mình giải quyết được, mà giải quyết được là hết khổ. Như vậy thì đạo Phật bắt mình phải suy tìm, chứ không phải cho mình cứ tin. Mà bởi vì là con người chúng ta ai cũng mang sẵn cái tính, tôi gọi là cái tính lười nhát. Tu thì muốn ai chung dùng mình sẽ mau, chứ mình không chịu tu. Cho nên ai nói gạt mình chỉ cần niệm danh hiệu tôi cái tụi cứu hết à, thì quý vị nghe khỏe đó ha, liền chạy theo liền. Còn nếu chúng tôi mà phải bỏ cho hết cái nóng giận, bỏ cho hết cái tham lam, bỏ cho hết cái sân si thì còn một khó rồi ngán không muốn tu. Như vậy mà chúng ta bị nhiều cái đánh lừa để rồi chúng ta khổ. Cái gì tu Phật là tu bằng trí tuệ, là trí tuệ giống như chúng ta đi học, học lên mỗi lớp là chúng ta mở sáng trí tuệ mỗi phần. Thì cái mở sáng trí tuệ đó không có ai, có bùa, có chú hay là niềm danh hiệu một gì nào mà chúng ta mở được hết đó, mà là chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng học hành. Thì tu cũng vậy, không ai làm cho mình hết sân, không ai làm cho mình hết si mê, không ai làm cho mình hết tham lam, mà chính mình là người để tiêu hóa những cái đó. Mình chuyển được những cái tham lam đó, sân si đó, thì mình trở thành hiền, thành thánh. Còn mình để nguyên nó là mình phạm tội, mình đau khổ. Chứ không ai làm thế gì đó. Như vậy thì đạo Phật nó cụ thể, nó thực tế, chứ không phải là cái chuyện mơ màng. Đó là tôi nói rõ. Như vậy thì khi chứng được cái túc và cái lậu tận minh rồi thì Ngài thấy rõ hai vấn đề. Vấn đề là sinh tử, từ cái nhân đưa đến kết quả, rồi muốn giải thoát cũng từ cái nhân đưa đến kết quả, chứ không có cái ngẫu nhiên, không cái bỗng nhiên mà được, mà từ cái nhân đó chúng ta biết khéo tu, khéo ứng dụng thì sẽ được kết quả, không nghi ngờ. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã thấy. Như vậy thì quý vị thấy rõ đời của Đức Phật tu là đi tìm cho ra sự giác ngộ. Mà giác ngộ ở đâu? Giác ngộ về cái số kiếp của con người, thân phận của con người, chứ không phải cái chuyện riêng tư của một xứ sở, một địa phương nào hết, mà đó là của nhân loại. Như vậy thì sau khi Đức Phật đã giác ngộ rồi thì từ đó về sau Ngài đi truyền bá. Ở đây tôi nói rõ, khi Ngài giác ngộ viên mãn thì trong kinh lễ Ngài chứng được nào là lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, tức là những cái phép thần thông màu nhiệm Ngài chứng được hết. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thành thức thông, xúc nhãn thông và lậu tận thông. Nghĩa là như vậy thì tất cả những cái thần thông yếu quá Ngài chứng được hết. Nhưng mà đến khi đi giáo hóa thì Ngài không dùng một thần thông nào. Mà trong luật Phật, Phật cũng có cấm các tỳ kheo chứng được quả A-la-hán có luật thông mà muốn sử dụng thần thông phải xin phép Phật. Chừng nào Phật thấy cần mới cho.
chứ còn không được tự ý sử dụng thần thông. Nếu sử dụng thần thông là phạm luật, phạm giới. Thì như vậy, cái tinh thần của Đạo Phật, tôi nói để cho quý vị thấy tường tận, thần thông đối với Đạo Phật có chứ không phải là không, nhưng mà nó không phải là cái nhân để cứu rỗi con người thoát khỏi cái đau khổ, thoát khỏi cái tập luân. Nếu thần thông mà cứu được á, thì chắc rằng ở trên thế gian này có nhiều nơi người ta tu cũng có nhiều vị có thần thông, nhưng mà là cứu được ai đâu, rốt cuộc là cứu không được ai, xứ sở cũng vẫn khổ đau như thường. Chỉ có con người biết tu, biết chuyển nghiệp thì cái khổ đau mới hết. Vì vậy mà đối với Đức Phật, Ngài không nói cho dùng thần thông. Ở đây tôi kể ra những cái chuyện cho tất cả quý vị thấy. Khi mà tìm ra cái cội gốc đau khổ rồi thì Đức Phật, một hôm Đức Phật và đại chúng, tức là các đệ tử Ngài, đến cái rừng Thanh Thứ, ngồi dưới gốc cây. Khi đó Đức Phật đưa tay nắm một nắm lá cây, hỏi các thầy tỳ kheo: lá cây trong nắm tay ta là nhiều hay lá cây trong rừng là nhiều? Thì các thầy tỳ kheo thưa: nắm lá cây trong tay của Ngài rất là ít đối với lá cây trong rừng. Ngài cũng nói như thế: này các thầy tỳ kheo, ta thành đẳng chánh giác, những pháp do ta tự thấy vì người giảng nói chỉ ít như lá cây trong tay. Vì sao? Vì pháp ấy có lợi ích về nghĩa, về pháp, về phẩm hạnh và minh tuệ, chánh giác thẳng đến niết bàn. Còn những cái Ngài thấy mà Ngài không nói, nó nhiều như là lá cây trong rừng. Cái Ngài thấy Ngài nói cho mọi người biết ít như là lá cây trong tay. Sở dĩ như vậy là có những cái Ngài nói mà không có lợi gì cho mình, Ngài không nói. Những cái gì Phật nói ra là nó hữu ích, nó cần thiết cho cái kiếp sống của con người, Ngài mới nói. Bởi vậy cho nên trong kinh Tiễn Dụ Trung A Hàm, Ngài có ăn tùy theo, cũng hỏi Phật, nói Bạch Thế Tôn, Thế Tôn giải thích cho con hiểu thế giới này là hữu biên hay là vô biên, thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, vân vân. Người ta nằm sao vấn đề. Đức Phật vỡ, Đức Phật nói: ta không có cần giải thích những cái điều đó cho ông. Rồi ông nói rằng: nếu Ngài không giải thích cho con, con tội y trả lại cho Ngài, con không tu nữa. Thì Phật mới hỏi lại: khi ngươi đi tu, ngươi có ước hẹn với ta rằng con đi tu Ngài sẽ giải thích những vấn đề để cho con nghe không? Ông nói: ông không có ước hẹn như vậy. Phật tư vỡ: các ngươi thật là ngu si, vì những cái điều đó ta chưa từng ước hẹn. Tại sao ông lại nói rằng nếu không giải thích thì ông cởi đi trả lại? Đó là để nói lên rằng Đức Phật chỉ nói những vấn đề cần thiết mà chúng ta có thể biết, có thể làm được, chứ không nói những cái không cần thiết. Dù Ngài biết Ngài cũng không nói. Nhưng mà quý vị thấy, trong khi chứng được thiên nhãn thông rồi, Ngài nhìn trong bán nước có vi trùng. Có một lần Ngài A-nan, Ngài tu, Ngài cũng chứng được thiên nhãn thông. Khi đó đi qua một cánh đồng khô khát nước, Ngài lại một cái hồ nước nhỏ, Ngài lấy tay dốc nước uống. Nhưng vì dốc nước lên là thấy vi trùng quá chừng, thế Ngài không dốc uống, Ngài thả xuống, Ngài lập Phật: Bạch Thế Tôn, con khát nước chết cổ,
là đến với cái hồ nước, con dốc nước thấy chi trùng nhiều quá, con cứu không được, con trả lại và phải nhìn khác. Phật liền bảo, sao ông không nhìn dùng lục nhãn mà chứ? Nếu dùng lục nhãn như chúng ta thì không thấy chi trùng, phải uống được. Và bây giờ dùng thiên nhãn thấy chi trùng uống không được. Thì như vậy, thấy rằng từ chính được thiên nhãn thì những cái vi trùng tí chi con mắt cũng thấy. Mà ngày xưa nói chuyện đó dễ tinh thần. Nghĩa là Phật nói trong nước có vi trùng đã không nên tính hết. Nhưng bây giờ thì chúng ta tinh được. Giờ Phật nhìn xa thấy vô số thế giới. Ngày đó đấy, hằng hà xa số thế giới mình chúng ta tin được không? Nghĩa là thế giới nhiều như cát sông Gang ở Ấn Độ thì chúng ta tưởng tượng sông Gang đã trên 1.000 cây số mà cát chừng bao nhiêu mà Phật đã thấy được đấy. Nhưng mà những điều đó nói ra có ai tin, nên những điều đó thì chỉ lé thấy qua trong kinh điển một vài phần khi nói về cái số lượng thì Ngài có kể. Chứ còn Ngài không đem đó mà giải thích. Mà cái giải thích thiết yếu của Ngài là làm sao cho con người ngay cái cuộc sống này bớt khổ và tạo cái duyên tốt, cái duyên lành để kiếp sống tới được vui nếu đi trong luân hồi. Còn cao hơn, mạnh mẽ hơn thì biết cái nhân nào nó làm cho mình phải trầm luân sinh tử, mình tiêu diệt nó, tiêu diệt sẵn nó thì sẽ tiến lên cái giải thoát sinh tử. Thì như vậy tu theo Phật để mà làm những việc đó, chứ không phải là ngồi suy gẫm chuyện thường, chuyện gì xa xôi không cần thiết Ngài không nói. Đó là những cái điều mà quan trọng đối với chúng sinh. Những vấn đề thắc mắc thì Ngài luôn luôn dùng cái phương tiện để chỉ dạy, những cái để mà dẹp bỏ, trừ diệt những cái đau khổ. Cho nên trong nhà Phật thường nói cái pháp của Phật dạy là những phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh. Chúng ta có bệnh gì thì Ngài chỉ cho phương thuốc ấy để trị. Thành ra đạo Phật, giáo pháp Phật là những phương thuốc trị bệnh chứ không phải là chuyện thường. Như vậy thì chúng ta có bệnh thì phải lấy thuốc mà trị. Thí dụ như giờ chúng ta bệnh xanh, bệnh nóng giận nhiều thì phải uống thang thuốc ngào. Quý vị thấy uống thang thuốc ngào cho đốt nóng. Nếu chúng ta nóng giận nhiều thì phải uống thang thuốc từ bi. Từ bi là thương mọi người. Giận là giận ai? Giận người gần, người xa chứ không có bệnh. Mà giờ nếu người đó mình thương quá, mình không giận. Trừ ra mình không thương thì mới giận. Cho nên phải tập thương mọi người thì không giận. Còn nếu cái người nào mà bệnh ái nhiễm nhiều á, mà dùng thang thuốc từ bi thì lặng thì bệnh thêm. Vì vậy ái nhiều mà thêm thương nữa thì nó đậm thêm, thì cứu không nổi. Cho nên ái nhiều thì phải dùng phương thuốc khác, hoặc là quán vô thường, hoặc là quán tốt tịnh để điều trị mỗi bệnh. Cho nên pháp Phật không phải là mỗi pháp dùng cho tất cả, mà tùy bệnh, người bệnh nào dùng đúng thuốc thì có hiệu nghiệm, có kết quả. Như vậy thì tất cả cái giáo pháp của Ngài là cái giáo pháp đối trị, tức là tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không có phải cái chuyện nói chỉ là trên sơ hay là những cái lý thuyết chỉ nói lên cho hay mà không có thực tế, không có lợi ích cụ thể cho con người. Như vậy thì cái phần đối trị đó có khi khác từ cái nói đó. Giờ đây tới cái sử dụng thần thông. Thường thường nếu mà chúng ta có thần thông mà ai làm trái ý mình thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình biến hóa được thân này có khi thì tàn hình
hình ảnh mất, có khi hiện mê sắc vân vân. Thì nếu ai mà tập thức mình thì mình làm sao? Chắc là sử dụng thần thông là dọa nó, thấy không? Thì nó sợ. Nhưng mà Phật không phải vậy. Thì Phật không cho dùng thần thông, cho nên chính Ngài khi đi giáo hóa, Ngài đã từng bị những người họ mạ nhục Ngài, mà Ngài không có dùng thần thông bao giờ để trị họ. Bởi vì Phật thường nói, nếu ngoại đạo nó có ngũ thông, nhưng với ta thì ta chỉ dùng đạo thông, tức là lấy cái đạo đức mà giáo hóa, chứ không có lấy thần thông. Vì vậy mà một hôm Ngài đi khất thực, rồi trong cái vùng đó những người trước kia theo Bà La Môn rồi thấy Ngài đức hạnh của Ngài, họ liền cảm mến và họ theo, họ quy y với Ngài. Đó, thầy Bà La Môn tại đó tên là Tăng Kỳ Ca, ông nổi tiếng. Hôm sau thấy Phật đi vào đó khất thực thì Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông cứ kêu tên Phật, ông chửi hoài. Phật đi trước, ông đi sau, ông chửi. Chứ dài dài Phật vẫn bình tĩnh đi. Đi một đổi tới đầu đường thì Phật dừng lại, trải và phụ ngồi. Thì ông kia, ông chửi, hỏi Ngài Cùng Đàm, Ngài có biết không? Nói không. Ngài không biết tại sao tôi chửi mà không có trả lời. Thì Ngài liền nói câu này. Ngài nói, ví như nhà ông có cái đám kỵ mời thân quyến tới, thì sao đám kỵ đó ông đem quà ông tặng mỗi người. Khi ông đem quà tặng mà người khách không nhận thì cái quà đó về ai? Tôi tặng mà không nhận về tôi chứ ai? Và nó cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận, ta đâu có dính. Thì quý vị thấy qua cái lời Đức Phật dạy đó, ông liền thức tỉnh, ông hết chửi nữa. Như vậy thì cái đó là đạo thông hay là thần thông? Đó, đó là đạo thông. Còn chúng ta bây giờ ai cho là nhận liền, phải không? Có khi chưa cho mà cũng nhận chừng rồi, mình chừng biết, phải không? Bởi vậy nên là chúng ta khổ hoài, khổ cả ngày. Chứ đừng nói rằng Phật đầy đủ phước đức thì không ai chửi. Cũng bị chửi vậy, nhưng mà không nhận. Ngài chửi thì cứ chửi làm thêm đi thì thôi, không dính dáng với Ngài hết. Còn bây giờ người ta nói lén ở đâu đằng kia, mình ở này cũng lóng tai mà nghe, thấy không? Mà nghe được cái thì sân sự. Bởi vậy cho nên mình khổ. Rồi đó là cái lý do. Như vậy thì lần thứ nhất Ngài đã bị người ta chửi mà Ngài không có chống cự. Giờ đến lần nữa, lần thứ hai có một người Bà La Môn tên là Địa Ma, cũng cái trường hợp như trước, cho nên Phật đi vào trong xóm để khích thịt. Thì ông Địa Ma này, ông đi theo sau Phật, ông chửi, ông cũng chửi mãi. Thì tới ngã ba, cái Phật chạy, Phật tụ ngồi xuống, ông chạy lên trước mặt Phật, ông hỏi Ngài Cù Đà, Ngài thua tôi chưa? Thì Phật liền nói hai câu kệ. Người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều bỏ, ấy được an ổn ngủ. Người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Như vậy thì Ngài có thua hay không? Đó là cái kỳ thứ hai.
thì cái bà đọc con này nghe như vậy rồi ông cũng liền đứng tỉnh hết chửi. Thì biết gì thấy tất cả chúng ta trong cuộc sống hiện tại không cái buồn cái vui nào mà nặng nề hơn là cái buồn bị chửi, phải không? Thì người khác chửi mắng mình đó là cái buồn nặng nề, nhưng mà dưới Phật đâu phải ngày không có bị chửi, nhưng mà chửi có ngày nhờ họ chửi ngày cho nên ngày cảm hóa được họ, mà sở dĩ cảm hóa được họ là ngày không có giận không có tức như chúng ta. Nếu chúng ta giận tức thì cảm hóa được ai không? Bởi vậy cho nên cái người học Phật lúc còn chưa có cao, chưa có vững, thì khi nghe ai nói cái gì trái ý, nổi giận, thì chúng tôi khuyên khi giận thì đừng nói. Mình đừng nói đó là mình không nghi sự. Thế giận mình nói thì nó bậy, thì có chuyện. Chừng nào hết giận thì nó sẽ nói, thì việc nó tốt. Ở đây Đức Phật Ngài không bao giờ giận, cho nên Ngài mới nói lên được những cái lời rất là chân thành, rất là đạo vị. Do đó mà những cái người thù ghét Ngài trở lại là bạn, chứ không còn là thù nữa. Đó là tôi dẫn những cái điều để nói lên rằng dù có thành thông, Đức Phật cũng không sử dụng. Đã không sử dụng thì Ngài rất là bình dị, là một con người giác ngộ thôi. Cũng như các giáo sư, mình là tiến sĩ mà mình cũng ăn, cũng ngủ như ai vậy, chứ đâu có khác gì mấy cái người học trò. Nhưng chỉ khác hơn là cái trí tuệ của mình, cái giác ngộ của mình, cái học hỏi của mình. Như vậy thì không có cái gì gọi là cái quyền quý ở trong đó. Bây giờ chúng tôi có thể nói cái ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật là nói lên hết cái giá trị chân thật của Đức Phật cũng như đồ đệ của Ngài. Để trong kinh đây tôi dẫn những cái bài kệ trong kinh cho quý vị thấy, rồi chúng tôi sẽ nói thêm. Đây là kinh A Hàm. Cũng như hoa sen xanh hay đỏ hay trắng ở trong nước này, ông và La Môn Đô Na sinh trưởng ở trong nước và vượt lên khỏi nước, ta cũng vậy. Trong thế gian này mà trưởng thành, trong thế gian đã vượt lên khỏi thế gian và không ngước mắt ở thế gian. Thì quý vị thấy nhìn cái hoa sen thì chúng ta đừng ngỡ hoa sen nó chỉ có ở trên mặt nước, mà nó có ở trong lòng bùn, lòng đất. Từ một cái mầm nó lòn ở trong bùn, trong đất, rồi từ từ nó mới ra khỏi đất, nó lên mặt nước, lên nước, rồi từ từ ra khỏi nước, nó mới nở hoa sen. Như vậy thì đời của Ngài cũng giống như hoa sen vậy. Ban đầu cũng sống ở trong cái vũ trụ, vũ trụ mà chúng ta đang mắc phải đó, sống trong vũ trụ, rồi từ vũ trụ Ngài phát tâm thì đi tu, đó là ra khỏi bùn rồi lên nước, rồi từ đi tu mà đạt được đạo là ra khỏi nước nở được hoa. Như vậy thì có hoa sen nào mà không từ bùn từ nước mà được trổ hoa không? Thì như vậy hoa sen thứ nhất từ bùn, từ cái mầm ở trong bùn chui ra khỏi bùn lên nước, ra khỏi mặt nước rồi được nở hoa, thì tất cả cái hoa sen khác cũng như vậy. Nếu hoa sen thứ nhất ra được, trổ hoa được, thì tất cả cái mầm thứ hai, thứ ba có quyền như vậy không? Chắc là chúng ta cũng có cái quyền như vậy. Bởi vậy cho nên có một bài kệ
như từ trong đống bùn nhơ bất vỡ, xuyên qua sen thanh khiết ngọt ngào, làm đẹp ý mọi người. Cũng thế, chỉ từ nơi phàm phu vô muội mới sanh những vị đệ tử bậc chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian. Kinh Pháp Cú câu 58 và 59. Như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là tất cả cái hoa sen nào cũng có quyền đổ hoa, mà hoa sen nào cái mầm đó cũng ở trong bùn. Như vậy thì không một cái hoa sen nào khác hơn, nó phải như một cái luật chung như vậy. Mình chỉ có cái khác hơn là những hoa sen nó còn được trong mầm là ngón bị người ta hái, phải không? Người ta hái thì nó không có lên được nước và không có đổ bông. Còn cái nào không bị hái thì nó nhất định phải lên nước và đổ bông. Bị người ta hái trong lúc còn là ngó sen thì quả sen nó không đổ bông. Thì tất cả chúng ta bây giờ là những quả sen chuẩn bị ra khỏi nước đổ bông, hay là những cái ngó sen đang bị hái? Cái đó là cái quý vị phải suy gẫm. Nếu bị hái chắc đổ bông chưa được, còn nếu không bị hái thì chúng ta sẽ được đổ bông. Nó qua sen nào cũng được đổ bông. Như vậy thì cái câu mà Đức Phật từng nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, đó là đầy đủ ý nghĩa trong cái qua sen. Ngài là cái mầm trước ra khỏi bụng, ra nước, ra khỏi nước đổ qua, thì chúng ta là những mầm sau cũng đều như vậy. Nhưng mà chỉ sợ có một điều là bị người khác họ hái đi những cái ngó sen của mình mới chui vô bụng đó, cái bị người ta hái thì chắc chắn đổ qua. Đó là cái lẽ thật. Như vậy thì chúng tôi có thể kết thúc lại bài giảng hôm nay để cho quý vị thấy cái tinh thần của Đạo Phật là cái tinh thần chân thật, cụ thể, chứ không phải là cái đạo tưởng tượng huyền bí. Bản thân Đức Phật là một con người thật như tất cả chúng ta, và những cái hành động được từ đi tu đến nước giáo hóa cũng là một con người, chứ không có dùng những cái gì huyền bí lạ lùng. Thì bây giờ chúng ta là con người như Ngài thì chúng ta cũng có thể, cũng có quyền thực hành đúng như cái gì của Ngài đã làm. Mà nếu chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta là sẽ là Phật tương lai rồi, phải không? Như vậy thì quyền là Phật không phải chỉ có Đức Phật mà là của tất cả chúng sanh. Và trong đó là chúng ta không có mặc cảm rằng chúng ta chỉ là những Phật tử muôn đời muôn kiếp, mà chúng ta phải nghĩ ngày nay chúng ta là Phật tử, nhưng mai kia chúng ta sẽ tiến lên và tiến lên mãi, cho đến bao giờ chúng ta được giác ngộ thành Phật như Đức Phật chúng ta mới thôi. Như vậy thì Đạo Phật rất là bình đẳng, rất là tự do, ai cũng có quyền làm việc đó, ai cũng có quyền tiến tới cái chỗ mà Phật đã tới, chứ không dành riêng cho một Phật nào, người nào. Đó là một cái lý chân thật. Thì hôm nay vừa mở đầu tôi muốn nói rõ về tinh thần của Đức Phật, để những bữa sau tôi sẽ dẫn lần những cái điều Đức Phật đã dạy cho quý vị thấy rõ ràng hơn. Tức là hôm sau tôi mới nói về thiền từ trong các cái pháp môn, từ các pháp môn thiền nguyên thủy đến thiền bắt tâm, và hôm sau nữa thì tôi đi thẳng về thiền của Phật giáo đời Trần để cho tất cả chúng ta thấy rõ ràng. Thì hôm nay chúng ta kết thúc.